Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2581. Tần Thiên nhìn thấy cảnh này, nụ cười càng thêm sán lạn, nói, Dược Đường, anh phải cố gắng hết mình đấy nhé. Tạ Hâm và Đỗ Ách Thần Quân cũng cười lạnh lùng, dường như vô cùng đắc ý. Tuy rằng bọn họ không ưa gì Tần Thiên nhưng vẫn rất vui sướng khi Đường Tuấn đi chịu chết. Đường Tuấn không ngừng tới gần Thánh Linh Hoa, lực đè ép của thiên địa đại triều lên người anh cũng không ngừng tăng lên, giống như có một ngọn núi cao đang đè ở trên người anh, hơn nữa sức nặng của ngọn núi cao còn đang liên tục tăng dần. Cử động của Đường Tuấn dường như bị thiên địa đại triều phát giác ra, sức mạnh đè ép lên người anh càng lúc càng lớn. Uy nghiêm của đất trời không thể xâm phạm, trong đầu Thái Hạo bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ. Hiển nhiên, hành động của Đường Tuấn đã làm cho thiên địa chi lực cảm nhận được sự uy hiếp. Phốc! Đường Tuấn liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, thiên địa chi lực nghiêng về phía anh, cho dù trong thân thể anh có tồn tại tiểu kim có thể cắn nuốt lực lượng ngoại lai thì cũng không ngăn cản được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh Dược, đừng lại gần nữa. Trong ánh sáng xanh, Mộ Thanh hô lên, âm thanh chất chứa bị thương và đau khổ. Bác sĩ Dược, vẻ mặt của Thái Hạo và Trảm Thiên Long lo lắng. Tần Thiên cao giọng cười to, nói, Dược Đường, anh vậy mà cũng có hôm nay. Mắt Đỗ Ách Thần Quân híp lại, lạnh lùng nói, chết hay lắm. Đường Tuấn lại giống như không phát giác ra, toàn bộ tâm trí đều suy nghĩ xem làm thế nào để ứng phó được với cục diện tiếp theo. Lúc này, sức mạnh của thiên địa đại triều đã hoàn toàn vượt qua khỏi khả năng chịu đựng của anh, hơn nữa sức mạnh của thiên địa đại triều còn đang không ngừng tăng cường. Nếu tiếp tục như vậy, anh thật sự sẽ chết ở nơi này. Chỉ có thể vận dụng chiêu kia. Đường Tuấn hung hăng thôi động pháp lực, đánh sâu vào một vài khiếu huyệt trong cơ thể. Lộc cộc lộc cộc. Lúc này, trong mảnh không gian, ngoại trừ âm thanh rào rào của thiên địa đại triều thì chỉ còn lại tiếng bước chân đang đạp lên trong hư không của Đường Tuấn. Tốc độ bước đi của anh càng ngày càng chậm, mỗi bước đều rất gian nan. Sau đó, mỗi khi bước một bước, sẽ lập tức phun ra một búng máu. Không biết đã đi qua bao lâu, thiên địa đại triều rốt cuộc cũng bắt đầu yếu đi. Chín cánh hoa của Thánh Linh Hoa đã nở hoàn toàn, tản mát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Mùi khí tức thơm mê người nhanh chóng tràn ngập khắp không gian, chỉ cần ngửi một chút, cũng có thể cảm giác được linh hồn đang rung động. Thánh Linh Hoa đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Mà lúc này, Đường Tuấn cách Thánh Linh Hoa khoảng 10 bước chân. Nhưng khí tức của anh lại dường như sắp biến mất, lưng khom xuống, làm cho người ta có cảm giác có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Ha ha ha, Thánh Linh Hoa là của tôi, Tần Thiên cười ha ha, cũng không thèm để ý đến Mộ Thanh nữa, bay vút tới chỗ Thánh Linh Hoa đã trưởng thành. Ra tay, Tạ Hâm và Đỗ Ách Thần Quân nhìn nhau, dường như ra tay cùng một lúc. Chương 2582. Đám người thiên tà tử đi theo Tần Thiên cũng lập tức ra tay. Dược Đường, anh có thể chết được rồi. Tần Thiên là người đầu tiên đi tới phía sau Đường Tuấn, cười lớn một tiếng, đấm vào sau lưng Đường Tuấn. Đường Tuấn đang suy yếu, làm sao có thể là đối thủ của anh ta? Chỉ cần giết anh, hành trình đi núi Vạn Thần lần này sẽ tốt đẹp. Lúc này, Thái Hạo và Trảm Thiên Long cách Đường Tuấn rất gần, nếu ra tay thì chắc chắn sẽ tới kịp. Nhưng trong mắt hai người bây giờ chỉ có Thánh Linh Hoa, không hề quan tâm đến Đường Tuấn sắp bị đánh chết. Anh Dược, mau tránh ra. Trong ánh sáng xanh, Mộ Thanh hét khàn giọng. Nhưng động tác của Đường Tuấn lại vụng về giống như đứa trẻ 3 tuổi. Chậm chậm xoay người lại. Hỏng rồi, Mộ Thanh tuyệt vọng. Búp! Tần Thiên đánh vào ngực Đường Tuấn một chưởng, phát ra một tiếng trầm vang. Tần Thiên cười dữ tợn, chuẩn bị rút về tay thì lại phát hiện tay của anh ta bị Đường Tuấn gắt gao bắt lấy, không thể rút lại được. Tên khốn này vậy mà vẫn còn có sức lực, Tần Thiên cười lạnh lùng. Bỗng nhiên, Đường Tuấn vốn đang cúi đầu lại dần dần ngẩng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần Thiên vừa nhìn, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Đôi mắt của Đường Tuấn vậy mà trở nên đỏ như máu, trong con ngươi không có chứa bất kỳ tình cảm gì. Đây là gì? Trong lòng Tần Thiên bỗng nhiên có chút bất an. Búp! Lúc tinh thần Tần Thiên hoảng loạn, Đường Tuấn đã đánh một chưởng lên người anh ta, đồng thời đoạt lấy thanh kiếm sắc mà anh ta đang cầm trong tay. Kiếm sắc phung lên, trực tiếp bổ người Tần Thiên ra làm đôi. Ngay lập tức, bầu trời nở rộ ra những đóa hoa máu lớn. A a a! Tiếng kêu thê thảm của Tần Thiên chợt vang vọng trong mảnh không gian. Lúc này Tần Thiên chỉ còn sót lại một nửa cơ thể, từ bả vai đến bắp đùi đã bị một chiêu kiếm của Đường Tuấn chém qua. Vết thương rực rỡ như gương, máu tươi không ngừng chảy ra, nồng nặc mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập cả không gian.
Anh ta thúc giục pháp lực, muốn tái sinh cơ thể, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Chiêu kiếm đó của Đường Tuấn dường như mang theo sức mạnh phong ấn. Mày đã làm gì tao? Tần Thiên hét to lên, trong ánh mắt lóe lên sự khủng bố. Loại sức mạnh đáng sợ này, anh ta không hề biết. Chết, vẻ mặt Đường Tuấn hờ hững, anh bình tĩnh nói một chữ. Xoẹt, lưỡi kiếm lần nữa chém xuống, ảnh đạo lấp lánh lóe lên, cả vùng không gian cũng sáng ngời theo. Chương 2583. Bóng người Tần Thiên bỗng nhiên lùi lại, anh ta dốc hết sức mới né được chiêu kiếm này. Ánh kiếm lấp lánh cách đó không xa chém xuống bên cạnh anh ta. Xoạt 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 xoạt. Sau lưng Tần Thiên truyền đến tiếng vỡ nát, anh ta quay đầu lại nhìn, nhất thời cứng ngắt tại chỗ. Nơi ánh kiếm chém xuống, không gian hoàn toàn vụn vỡ, lộ ra một vùng đất hoàn toàn trống rỗng. Sức mạnh này, cơ thể Tần Thiên khẽ run rẩy. Uy thế của một nhát kiếm vậy mà khủng bố như vậy. Không chỉ anh ta, đám người thần quân Đỗ Ách, Tạ Hâm, Thái Hạo cũng không dám động đậy, bọn họ kinh ngạc nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt đầy vẻ mơ hồ và ngơ ngác. Đây thật sự là một chiêu kiếm của tu sĩ cảnh giới hợp thể bổ ra. Trình độ sức mạnh như vậy gần như đã đạt tới cảnh giới động hư đỉnh cao. Bất cứ ai ở đây đều không thể so sánh với nó. Uỳnh một tiếng, thanh kiếm sắc bén trong tay Đường Tuấn gãy mất. Thanh kiếm sắc này mặc dù là vương khí, nhưng cũng không chịu nổi loại sức mạnh đáng sợ như vậy. Đường Tuấn cầm kiếm gãy đứng trên không trung, ánh mắt của mọi người trong sân cũng nhìn về phía anh. Tầm mắt của Đường Tuấn từ từ di chuyển, sau đó anh nhìn về phía Tạ Hâm và thần quân Đỗ Ách. Tạ Hâm cố gắng nở nụ cười chân thành, nói với Đường Tuấn, trưởng lão Dược, việc này hoàn toàn do một mình Tần Thiên gây ra, không có bất cứ quan hệ gì với chúng tôi. Trưởng lão được muốn giết muốn chém. Chúng tôi không có bất cứ ý kiến gì. Còn đóa hoa thánh linh này, tôi cảm thấy vẫn là để cho trưởng lão Dược khá thích hợp, chúng tôi sẽ không cướp. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra lúc này Đường Tuấn đáng sợ cỡ nào, Tạ Hâm nào còn kiêng cường được nữa. Ngay cả đám người Thiên Tà Tử cũng cố ý cách xa Tần Thiên một chút, như rũ sạch quan hệ với anh ta. Tần Thiên tức giận nói, Tạ Hâm, bọn bây. Bọn bây đều phải chết, Đường Tuấn lạnh lùng nói. Đường Tuấn mới vừa nói xong. Bóng hình anh khẽ cử động rồi lập tức xuất hiện trước mặt đám người Thiên Tà Tử như bóng ma, kiếm gãy trong tay nháy mắt chém ra mấy chục nhát, ánh kiếm loạn xạ khắp nơi, kiếm khí ánh bạc rực rỡ khiến đôi mắt mọi người không nhịn được nheo lại. Chờ bọn họ lần nữa mở mắt ra, đám người Thiên Tà Tử đã hoàn toàn biến mất tăm hơi. Nơi bọn họ vốn dĩ đang đứng chỉ còn sót lại một đống thịt vụn không nhìn ra được hình dạng gì đang trôi nổi. Đám người Thái Hạo, Trảm Thiên Long nhìn thấy tình cảnh này chỉ cảm thấy thấy trong dạ dày cuồn cuộn một trận, gần như muốn ói ra. Đôi mắt Tạ Hâm đột nhiên co rụt lại, nhưng anh ta cũng không kịp nghĩ ra cái gì mà đã lập tức tung người lao về phía đường hầm không gian trốn mất. Anh ta đã không còn dũng khí tiếp tục chờ đợi nữa. Oanh một tiếng, cả vùng không gian bỗng vỡ nát, Tạ Hâm đang chạy trốn bị không gian vỡ nát bao vây, anh ta chỉ kịp kêu thảm thiết vài tiếng đã biến mất không còn dấu vết khi không gian khép lại. Bàn tay đối diện nơi Tạ Hâm biến mất của Đường Tuấn lúc này từ từ thu lại. Khi Tạ Hâm chết đi, tầm mắt Đường Tuấn rơi vào trên người thần quân Đỗ Ách. Mặc dù thần quân Đỗ Ách là tàn hồn, nhưng cũng có thể nhìn ra trạng thái lúc này của cô ta rất nguy kịch, trong mắt cô ta lóe lên vẻ sợ hãi. Chương 2584. Cặp mắt hờ hững của Đường Tuấn hiện ra sự thù hận và chết chóc. Cho dù lúc này thần trí anh đang lạc lối, anh chỉ biết dựa theo bản năng cực kỳ căm ghét thần quân Đỗ Ách. Là kẻ anh nhất định phải giết chết. Cơ thể thướt tha của thần quân Đỗ Ánh run lên, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, buộc miệng nói, đây là pháp thuật cấm. Anh! Cô ta nói tới đây, Đường Tuấn đã ném kiếm gãy ra, trong thời gian ngắn đã lập tức tới trước mặt cô ta. Ảnh kiếm cực kỳ chói mắt đã bao vây cô ta, thần quân Đỗ Ánh chết đi. Lúc này trong không gian ấy cũng chỉ còn sót lại Khương Thuần dưới Ô Thiên Ma, Thái Hạo, Trảm Thiên Long, Mộ Thanh và Tần Thiên bị thương nặng. Vẻ mặt Tần Thiên vô cùng phức tạp, anh ta vừa không cam lòng, vừa hối hận vừa ngơ ngác. Vốn tưởng rằng đã tính hết tất cả, không chỉ có thể lấy được nhiều mạch khoáng thần thánh và hai bảo vật lớn hoa thánh linh, thậm chí có thể giết chết được Đường Tuấn, hành trình núi vạn thần kết thúc tốt đẹp, nhưng bây giờ ngược lại bản thân trở thành con cá trên thớt của người khác, để mặc cho người ta sâu xé. Tao không cam lòng, muốn tao chết, vậy bọn mày cũng chôn cùng đi, Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng. Ánh sáng vô tận bắn ra từ trong khiếu huyệt bên ngoài anh ta, pháp lực toàn thân giống như đang sôi trào, phát ra âm thanh ủng ục ủng ục. Anh ta muốn tự bảo,
Sắc mặt Thái Hạo và Trầm Thiên Long đột nhiên thay đổi. Vừa dứt lời, Tần Thiên cười gắn một tiếng, cả người anh ta bỗng nhiên như khí cầu bắt đầu giãn nở, sau đó bùm một tiếng nổ tung. Lấy Tần Thiên làm trung tâm, sóng xung kích mạnh mẽ bao phủ bốn phía. Không chỉ như vậy, trước khi Đường Tuấn ra tay tiếp, sức mạnh kia đã khiến vùng không gian này có xu thế không chịu nổi gánh nặng, mà bây giờ Tần Thiên nổ tung lập tức giống như áp đảo cọng cỏ lạc đà cuối cùng. Khi sóng xung kích không ngừng khuếch tán, cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ, lộ ra một khu vực rộng lớn đến mức hoàn toàn hư vô. Đi, Trảm Thiên Long khế quát một tiếng, anh ta bắt lấy Thái Hạo, sau đó thôi thúc thể chất vạn kiếp bất diệt, bóng hình nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Ngoài vùng không gian này, đám người Ly Thanh Trần, Thu Linh đang chiến đấu với các đệ tử năm thế lực lớn khu vực bên ngoài, bỗng nhiên họ nghe được âm thanh trầm thấp liên tiếp vang lên, sau đó một luồng sống và xung kích đột nhiên xuất hiện, đánh bay tất cả bọn họ ra ngoài, gần như mỗi người đều bị thương, có vài người thực lực hơi yếu thậm chí bị đánh chết tại chỗ. Trong sân vang lên tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì, mọi người mờ mịt không rõ. Một lát sau, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Sức lực toàn thân hai người vô cùng suy yếu, bề ngoài cơ thể lấp đầy vết thương lít nha lít nhít, nhìn có vẻ vô cùng dữ tợn. Sư huynh, một đám người hét lên. Hai người này chính là Thái Hạo và Trảm Thiên Long. Dựa vào thể chất vạn kiếp bất diệt của Trảm Thiên Long, hai người đã trốn thoát khỏi vụ nổ lớn trong không gian. Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? Các đệ tử Đại Diễn Các và Chiến Thần Tông vội vàng. Hỏi. Thái Hạo và Trảm Thiên Long không trả lời, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn không gian hư vô sau lưng. Chương 2585. Dưới vụ nổ không gian cấp bậc như vậy, Dược Đường có lẽ đã chết. Tâm trạng bọn họ đều có hơi phức tạp, bọn họ vậy mà không biết nên hy vọng Dược Đường sống hay là chết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cả không gian từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi không gian nổ tung, vị trí Hoa Thánh Linh đương nhiên không gian này cũng che giấu được nữa, từ hiện ra trong hư không. Chờ đến lúc mọi người nhìn thấy hai bóng người, Thái Hạo và Trảm Thiên Long cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Khương Thuần trong cái hỏa có cái phúc, anh ta dựa vào chí bảo Thiên Ma Môn mà tránh được một kiếp. Mà Đường Tuấn cũng không chết. Đường Tuấn đối mặt mọi người. Mọi người có thể thấy rõ trạng thái lúc này của anh. Trên người anh cũng đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi từ trong vết thương, hơi thở yếu ớt, hầu như khó mà nhận ra. Mộ Thanh được anh ôm chặt vào trong ngực lại chưa từng có bất cứ tổn thương gì. Dưới vụ nổ không gian vừa nãy kia, anh không chỉ bảo vệ được mạng của mình mà còn cứu được Mộ Thanh. Vẻ lãnh đạm trên mặt Đường Tuấn hoàn toàn không còn, anh khôi phục dáng vẻ thường ngày. Điều này khiến Thái Hạo và Trảm Thiên Long thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái Đường Tuấn như vậy tuy rằng cũng mạnh mẽ, nhưng ít ra còn ở phạm vi bọn họ có thể tiếp nhận. Lúc này Đường Tuấn đang tập trung cảm nhận tình huống trong người, anh chỉ thấy đan điền và nguyên anh của anh cũng đầy áp vết thương lít nha lít nhím khiến cho người ta có một loại cảm giác có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Mà trong huyệt thái dương và linh hồn, Tiểu Kim và Tiểu Thanh rơi vào giấc ngủ say, mặc cho anh gọi kiểu gì cũng không thể đánh thức, mấy tia sáng thần văn tiên thiên trong người cũng trở nên khá ảm đạm. Cấp thứ ba quả nhiên rất nguy hiểm, Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Vừa này thực lực của anh sở dĩ có thể đạt đến trình độ đó chính là anh đã tạm thời kích hoạt cấp thứ ba của phương pháp châm cứu thần bí. Vết thương trong ngoài cơ thể bây giờ của anh chỉ có một số ít là bởi vì vụ nổ không gian, phần lớn cái khác đều bởi vì di chứng sau khi anh kích hoạt cấp thứ ba, may mà thể chất anh mạnh mẽ nên vẫn còn sống. Vừa nghĩ tới sức mạnh kia, trong lòng Đường Tuấn lập tức không nhịn được trở nên kích động. Tuy rằng lúc đó cơ thể anh mất khống chế, nhưng anh cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì với tình trạng của mình. Có thể sống sót cũng khiến bản Đường Tuấn có chút giật mình, hơn nữa sau khi có kinh nghiệm lần này, khi Đường Tuấn lần nữa tu luyện cấp thứ ba, anh sẽ nắm chắc hơn. Trước khi Độ Ánh Chết đã nói tới cấm thuật, chẳng lẽ cô ta nói về phương pháp châm cứu thần bí? Nhưng phương pháp châm cứu thần bí là nghiên cứu của người trái đất, sao cô ta biết được? Trưởng lão Dược, anh không sao chứ? Ngay lúc Đường Tuấn mất tập trung, một đám người đã đi tới trước mặt anh quan tâm hỏi. Đường Tuấn hở nụ cười khổ. Tuy rằng sống sót là chuyện tốt, nhưng một thân vết thương này muốn chữa trị không biết cần tốn thời gian bao lâu, dù sao lần này ngay cả Tiểu Kim và Tiểu Thanh cũng bị thương. Chương 2586. Anh cúi đầu nhìn Mộ Thanh trong lòng, đúng lúc này Mộ Thanh cũng từ từ mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt Mộ Thanh đột nhiên đỏ lên, cô ấy ôm chặt Đường Tuấn rồi òa khóc. Nước mắt làm ướt cả quần áo của Đường Tuấn.
Sư tỷ Mộ Thanh, đám người Thu Linh la lên. Mộ Thanh bỗng nhiên phục hồi tinh thần, lúc này cô ấy mới phát hiện những người khác cũng đang nhìn cô. Khuôn mặt cô đỏ lên, lúc này cô mới nhanh chóng thả Đường Tuấn ra. Mất đi sự điều khiển của Tần Thiên, Thiên Ma Tán cũng không còn uy năng, đương nhiên cũng hóa giải sự đàn áp với Khương Thuần, không chỉ như vậy, Khương Thuần còn có được một Thiên Ma Tán. Đáng tiếc Hoa Thánh Linh không còn nữa, Thái Hạo khế than một tiếng. Trảm Thiên Long cũng cảm thấy tiếc nuối. Dưới vụ nổ như vậy, nó còn đáng sợ hơn sóng dữ của trời đất, Hoa Thánh Linh đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Vừa nghĩ tới bọn họ ra sức tranh cướp lâu như vậy, khiến cho bản thân mình đầy thương tích, thậm chí xém chút chết đi, kết quả cái gì cũng không có, trong lòng họ lập tức cảm thấy khó chịu. Mộ Thanh, chị không sao chứ? Thu Linh nhìn thấy sắc mặt của Mộ Thanh thay đổi, cô ta sợ cơ thể cô ấy xảy ra chuyện gì nên lập tức hỏi. Mộ Thanh chề miệng một cái, trong lúc nhất thời không nói được lời nào. Thái Hạo cũng sửng sốt một chút, nỗi buồn bực trong lòng nhất thời giảm bớt. So với Mộ Thanh, bọn họ xem như vẫn còn tốt, không chỉ có được truyền thừa thể chất đặc thù, thậm chí cũng có được không ít truyền thừa thần quân khác. Mà Mộ Thanh cái gì cũng không có, ngược lại mất đi ba phần linh hồn bản nguyên, cắt đứt con đường tu luyện sau này. Thái Hạo nói, Mộ Thanh, cô cũng đừng lo lắng. Tuy rằng mất ba phần linh hồn bản nguyên, nhưng y thuật của bác sĩ dược cao siêu, có lẽ có cách chữa. Chỉ cần sống sót thì sẽ có hy vọng. Sắc mặt đám người Thu Linh bỗng thay đổi. Mùi vị mất đi ba phần linh hồn bản nguyên thế nào, bọn họ hiểu rất rõ. Bọn họ không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn Mộ Thanh bằng ánh mắt thương hại và đồng tình. Có lẽ Độc Cô Cung lần này thật sự phải đổi thánh nữ rồi. Dù sao một thánh nữ mất đi tiền đồ tu luyện thì không thể chèo chống Độc Cô Cung. Mộ Thanh đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hai người. Thật sự cô ấy đã bị tình hình trong người hù dọa rồi. Linh hồn bản nguyên của cô ấy hoàn hảo không thiếu sót, cũng không bị tổn thương nào. Không chỉ như vậy, cô ấy còn cảm giác được sức mạnh linh hồn của mình tăng mạnh hơn, một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ trong linh hồn cô ấy, nhưng nó cũng không tỏa ra bên ngoài cơ đờ. Đây là hơi thở của Hoa Thánh Linh, trong lòng Mộ Thanh ngạc nhiên nghi ngờ. Đừng để lộ, tôi đã hòa một cánh Hoa Thánh Linh vào trong người cô. Không bao lâu nữa linh hồn của cô sẽ được thăng hoa, sinh ra biến chất, khiến con đường tu luyện sau này của cô càng thuận lợi hơn. Giọng nói của Đường Tuấn vang lên trong đầu Mộ Thanh. Anh Dược, Mộ Thanh rung động trong lòng. Chương 2587. Cô ấy hít một hơi, miễn cưỡng khôi phục tâm trạng. Ngoại trừ Hoa Thánh Linh, cô ấy còn có một thu hoạch khác. Cô ấy vậy mà tiếp nhận ký ức của thần quân Độ Ách. Những ký ức này chứa đủ loại phương pháp tu luyện. Mỗi một phương pháp tu luyện đều có thể đến cảnh giới thần quân, không hề kém hơn cái gọi là truyền thừa. Hoa Thánh Linh cũng không bị hủy, ngay phút cuối cùng của vụ nổ không gian Đường Tuấn đã ngắt Hoa Thánh Linh xuống, đương nhiên đến bây giờ ngoại trừ anh và Mộ Thanh thì không ai biết được. Đám người Độc Cô Cung còn đang an ủi Mộ Thanh, nhưng Mộ Thanh lại không tỏ vẻ gì cả, cô ấy cũng biết tầm quan trọng của Hoa Thánh Linh. Anh Dược, những người này xử lý thế nào? Lúc này Ly Thanh Trần hỏi. Lúc này mấy đệ tử của năm thế lực lớn đứng đầu khu vực ngoài kia đã bị giết toàn bộ, những người còn lại đều bị đám người Hoàng Triều Chu Tước, đại diễn cách chiến thần tông và Độc Cô Cung bao vây, chờ đợi xử lý. Thái Hạo nói, giết là được, lẽ nào Thái tử Điện Hạ chùn tay? Vẻ mặt Trảm Thiên Long cũng hiện lên sự chết chóc. Đệ tử đại diễn oác và chiến thần tông chết ở Thiên Ma Môn và Tà Tông quá nhiều, hai người hận không thể tàn sát sạch sẽ năm thế lực lớn vùng ngoài. Ánh mắt Đường Tuấn liếc nhìn đông đảo các đệ tử năm thế lực lớn vùng ngoài. Phần lớn người trong bọn họ đều mang theo vẻ mặt bi thương và cầu xin, có người mấy người đỡ đồng bọn bị thương nặng của mình, trong ánh mắt bọn họ cũng hiện lên khát vọng được sống. Trong lòng Đường Tuấn thở dài nói, mặc dù bọn họ là đệ tử các phái, nhưng đa số đều xuất thân từ tinh vực Chu Tước, lúc này cần gì gia tăng giết chóc chứ? Ly Thanh Trần và Mộ Thanh gật đầu đáp lại, Đường Tuấn bảo sao hai người nghe nấy. Nhưng Thái Hạo và Trảm Thiên Long lại nhíu mày, bất mãn hỏi, trưởng lão Dược, như vậy qua loa quá rồi, tôi cảm thấy vẫn nên giết sạch mới thích hợp. Gió xuân thổi đạo lý lại sinh ra, trưởng lão Dược chẳng lẽ không hiểu. Hai người vừa mới nói xong, bầu trời núi Vạn Thần bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng, một đường hầm không gian đang từ từ hình thành. Núi Vạn Thần mở rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Mọi người sửng sốt một lát rồi hò reo hoan hô. Cho dù là đệ tử các phái của thánh địa hay vùng ngoài, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Con đường không gian đang không ngừng mở rộng, có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng thế giới bên ngoài.
bất luận là học trò của thế lực ngoại vực hay thế lực bản địa, sắc mặt của bọn họ đều trở nên kích động. Đối với kiếp sống của tu sĩ, thời gian gần một tháng ở núi Vạn Thần quả thật rất ngắn ngủi. Nhưng những cuộc chém giết, những sự việc kỳ quái trong một tháng này đã làm cho tinh thần của bọn họ chưa từng được thả lỏng, cảm giác như một ngày dài như một năm. Rốt cuộc cũng chỉ có vài người gặp được cơ may ở trong núi Vạn Thần. Còn lại hầu hết đám học trò bọn họ đều chỉ là bia đỡ đạn. Không có cơ may, lại có thể chết đi bất cứ lúc nào, bọn họ mới không muốn tiếp tục ở lại núi Vạn Thần. Phía ngoài con đường không gian. Chương 2588. Trưởng giáo các phái đang tụ tập lại, vừa nói chuyện, vừa chú ý đến tiến độ của con đường không gian. Bọn họ chia làm hai nhóm người, bao gồm thế lực ngoại vực và thế lực bản địa tinh vực Chu Tước. Thế lực ngoại vực do Độc Cô Lão Ma cầm đầu, còn thế lực bản địa là do Thần Đế Vương Triều cầm đầu. Ở đây, chỉ có hai vị này đã đạt tới cảnh giới thần quân. Độc Cô Lão Ma khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xám, lớn tiếng hỏi, Ly Hoàng, đây lần đầu tiên thế lực ngoại vực chúng tôi tham gia cuộc rèn luyện ở núi Vạn Thần. Ông cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Ly Hoàng nói, cần gì phải đoán già đoán non, bọn họ sắp ra rồi, đến lúc đó kết quả như thế nào, tự nhiên sẽ rõ. Ông ta và mấy người Tô Minh Thao đều đang lo lắng. Tuy rằng Đường Tuấn che giấu năng lực đấu, nhưng năm thế lực lớn của ngoại vực có đế căn thâm hậu, đặc biệt là Tần Thiên, có thể nói là không có địch thủ trong cùng thế hệ, danh hiệu ma thần nhỏ cũng không phải chỉ là danh xưng. Độc Cô Lão Ma cười nói, ông không phải không muốn nói, mà là vẫn là sợ hãi lời nói ra sẽ trở thành sự thật. Có Tần Thiên ở đây, sợ là lần này phe của các ông sẽ tổn thất nghiêm trọng. E rằng mấy học trò xuất sắc nhất của các ông cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn thân ở núi Vạn Thần, thậm chí có thể bị tiêu diệt toàn bộ. Theo như tôi thấy, chỉ bằng bây giờ nhờ vả chúng tôi, tránh để sau này gặp phải họa diệt môn. Môn chủ Thiên Ma Môn châm chọc nói, Độc Cô Lão Ma cũng vì muốn tốt cho các ông nên nhắc nhở các ông trước. Tránh để đợi lát nữa các ông lại không khống chế được bản thân mà liều mạng với chúng tôi. Kiều Bất Di lạnh lùng nói, Độc Cô Lão Ma các ông đừng quá đắc ý. Biết đâu người bị giết lại là học trò của ngoại vực các ông. Độc Cô Lão Ma lắc đầu nói, ông đang nói đùa sao? Giết được học trò của ngoại vực chúng tôi, chẳng lẽ dựa vào học trò Trám Thiên Long của ông sao? Hay là dựa vào Thái Hạo của Đại Diễn Các? Hay là Ly Thanh Trần của Vương Triều? Tôi nói thật, những người này không đủ cho một mình Tần Thiên đánh. Sắc mặt Kiều Bất Di u ám, không tranh luận nữa, nhìn chằm chằm vào cửa con đường không gian. Mấy người Ly Hoàng cũng vậy. Vô cùng hồi hộp. Nếu đúng như lời Độc Cô Lão Ma nói, vậy thì tương lai các phái đều nguy rồi. Nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của mấy người Ly Hoàng, ý cười trên mặt đám người Độc Cô Lão Ma càng thêm sâu. Dao động ổn định. Trong núi Vạn Thần. Các anh em, đi theo tôi. Con đường không gian đã ổn định, Thái Hạo và Trảm Thiên Long đưa từng người của mình bay đi vào. Bốn người Đường Tuấn, Khương Thuần, Mộ Thanh và Ly Thanh Trần tập hợp lại, cùng bay vào con đường không gian. Người của Đại Diễn Các cùng và Chiến Thần Tông là nhóm đầu tiên từ con đường không gian ra ngoài. Thái Hạo, cậu không có việc gì, tốt quá rồi. Thiên Long. Hai người Tô Minh Thao và Kiều Bất Di sửng sốt, sau đó vội vàng hô lên. Chương 2589. Thầy, học trò vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho các anh em. Thái Hạo và Trảm Thiên Long áy náy nói. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di nhìn thấy chỉ còn không đến một phần ba học trò thì lộ ra vẻ mặt bi thương, nói các cậu có thể sống sót ra ngoài là tốt rồi. Có thể còn nhiều học trò sống sót như này, hơn nữa học trò mà bọn họ coi trọng nhất cũng đều không xảy ra việc gì, đây đã là điều bọn họ không dám tưởng tượng. Mấy người Độc Cô Lão Ma lúc đầu còn cho rằng nhóm đầu tiên ra ngoài chắc chắn là Tần Thiên, nhưng lúc nhìn thấy đám người Thái Hạo đi ra, sắc mặt mấy người Độc Cô Lão Ma lập tức thay đổi. Chẳng lẽ Tần Thiên thất thủ, vậy mà lại không giết chết hai người này? Thái Hạo và Trảm Thiên Long đều nằm trong danh sách những người mà bọn họ nghĩ là phải chết. Nhưng lúc này hai người này vẫn còn sống, điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có điều cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tuy rằng Thái Hạo và Trảm Thiên Long còn sống, nhưng rốt cuộc đã bị tổn thất 2/3 số học trò tinh anh, làm hai phái đều bị tổn thất lực lượng nòng cốt. Kết quả này miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Đúng lúc này, lại một đám người từ con đường không gian bay ra, lần này là mấy người Đường Tuấn. Lại không phải là Tần Thiên. Tên nhóc Tần Thiên này đang làm cái gì vậy? Độc Cô Lão Ma cau mày, dần thu lại ý cười trên mặt. Lúc này, mấy thế lực bản địa đều đã ra ngoài.
Mặc dù đều tổn thất không ít học trò nhưng những học trò có tiềm lực tốt nhất cũng vẫn còn, không phát sinh bất kỳ điều ngoài ý muốn gì. Độc Cô Lão Ma, làm ông phải thất vọng rồi. Kiều Bất Di cười lạnh lùng, nói. Tuy ông ta cũng không biết rõ rốt cuộc có chuyện gì, những học trò yêu quý nhất đã bình yên trở về, chung quy là chuyện tốt. Dù trong lòng Độc Cô Lão Ma có chút thấp thỏm không yên, nhưng vẫn cứng miệng không nhận thua, châm chọc nói, tổn thất nhiều học trò như vậy, ông vui vẻ cái gì? Bốn phía là trưởng giáo và trưởng lão của các phái, phía dưới là một dãy núi kéo dài bất tận, phía xa hơn có các nhóm học trò bảo hộ, thủ vệ nghiêm ngặt. Đường Tuấn quan sát trạng huống xung quanh, không dám lơ là. Gần như các học trò giỏi nhất của các thế lực ngoại vực đều chết ở trong tay anh, nếu để Độc Cô Lão Ma biết việc này, chỉ sợ sẽ phát điên. Mà lúc này Khương Thuần đang đứng ở bên cạnh Đường Tuấn, bây giờ cậu ta chỉ tin tưởng vào anh. Con đường không gian lại dao động. Các học trò của ngoại vực từ con đường không gian xuất hiện. Độc Cô Lão Ma và các trưởng giáo đều lộ ra vui mừng. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt vui mừng lập tức biến thành u ám và phẫn nộ. Gần 1.000 học trò của các thế lực ngoại vực tiến vào núi Vạn Thần, nhưng lúc này ra khỏi con đường không gian chỉ có không đến 200 người, hơn nữa cũng chỉ có những người này. Con đường không gian lại yên lặng mở ra, nhưng không có một người nào từ bên trong đi ra. Chương 2590. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên, Thiên Tà Tử, Mị Sở Nhi đâu? Độc Cô Lão Ma túm lấy một học trò, trầm giọng hỏi. Bọn họ đều đã chết, tên học trò kia do dự một lát, rồi nơm nớp lo sợ mà nói. Cái gì, cậu dám gạt tôi? Sắc mặt của Độc Cô Lão Ma giống như bầu trời u ám sắp mưa bão đùng đùng. Ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn, hai tay ông ta dùng lực, xé tên học trò kia ra làm hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó ông ta lại túm lấy một tên học trò khác, hỏi lại câu hỏi đấy. Đối mặt với sự chất vấn của Độc Cô Lão Ma, tên học trò kia toàn thân run rẩy, nói không nên lời. Không chịu nói sao, ánh mắt Độc Cô Lão Ma hung ác, thần niệm mênh mông như biển cả chui vào trong đầu của tên học trò kia. Ông ta không hề có ý định thu lại uy thế thần niệm của mình. Thần niệm giống như mưa bão quét qua thức hải của tên học trò kia. Trong nháy mắt, ông ta đã biết được ký ức của anh ta. Chờ Độc Cô Lão Ma lục soát linh hồn xong, ngay lập tức, cả người tên học trò kia chảy máu thất khiếu, đại tiểu tiện không tự chủ, mất đi thần trí. Sao lại thế này? Thiên Ma Môn, Tà Tông và trưởng giáo các phải vội vàng hỏi. Sắc mặt Độc Cô Lão Ma u ám, tầm mắt từ từ di chuyển, cuối cùng dừng lại ở trên người Đường Tuấn. Mắt ông ta dường như lộ ra vẻ chết chóc kinh người, giọng nói lạnh lẽo vang lên, là cậu đã giết chúng nó. Cái gì? Thiên Ma Môn, Tà Tông và trưởng giáo các phái lập tức ngây người. Đám người Tần Thiên thật sự đã chết. Lúc này, mấy người Tô Minh Thao và Kiều Bất Di cũng từ lời kể của đám người Thái Hạo mà biết được sự việc phát sinh trong núi Vạn Thần. Nghe thấy lời nói tràn ngập sát ý của Độc Cô Lão Ma, bọn họ nhíu mày, lần lượt đứng chắn ở trước mặt Đường Tuấn. Thần đế trầm giọng nói, Độc Cô Lão Ma, các ông muốn làm gì? Rèn luyện ở núi Vạn Thần bị thua, chẳng lẽ còn muốn trả thù sao? Độc Cô Lão Ma lạnh lùng nói, giao dược đường cho chúng tôi xử trí. Nếu không, tôi sẽ tiêu diệt mấy phải của các ông. Nếu chỉ là kế hoạch thất bại, bọn họ còn có thể chấp nhận. Nhưng hiện tại không chỉ có kế hoạch thất bại, mà những học trò mà bọn họ vất vả bồi dưỡng đều bị chết trong tay một người, điều này thật sự vô cùng nhục nhã. Nhưng thứ quan trọng nhất khiến cho Độc Cô Lão Ma không tiếc vứt bỏ mặt mũi cũng phải giết chết Đường Tuấn chính là bởi vì hiện tại Đường Tuấn đã có được thực lực như vậy, thì chỉ cần qua mấy năm nữa, anh sẽ bước vào được cảnh giới động hư, trở thành người không có địch thủ trong cùng cảnh giới. Thần đế nghiêm nghị nói, không được. Lúc đầu chính họ đã cầu xin Đường Tuấn đi vào núi Vạn Thần để giết đám người Tần Thiên. Nếu lúc này lại đi giết người có công lớn là Đường Tuấn, vậy thì người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ông ta làm sao có thể ăn nói với Ly Thanh Trần? Lúc này, các trưởng giáo của các thế lực ngoại vực cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức đứng dậy, dùng khí thế mạnh mẽ bức bách mấy người thần đế. Đám người Tổ Minh Thao cũng cùng lúc bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Người của hai bên kịch liệt đối kháng, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, dường như có thể bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào. Mà lúc này, hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long đứng một chỗ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Âm thầm truyền âm nói chuyện với nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2590.